Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe của kênh Mẹo Sống Khỏe VTT7. Mách bạn, cách trị gầu tại nhà dứt điểm hiệu quả nhất từ nguyên liệu thiên nhiên. Da đầu bị gầu là hiện tượng rất thường gặp ở hầu hết tất cả chúng ta. Đây là hiện tượng rối loạn bài tiết da đầu và do vấn đề vệ sinh hoặc các tác nhân xâm nhập như nấm, vi khuẩn gây nên cảm giác ngứa ngáy khó chịu, gây ra những hạt phấn trắng và chịu ảnh hưởng rất nhiều tới sinh hoạt hàng ngày. Vậy làm thế nào để trị gầu da đầu hiệu quả, lấy lại mái tóc mềm mượt không gầu? Video ngày hôm nay sẽ giúp bạn cách trị gầu đơn giản, hiệu quả tại nhà từ nguyên liệu thiên nhiên cực kỳ an toàn, rẻ tiền mà bạn không nên bỏ qua. Các bạn cùng tham khảo ngay sau đây nhé! Cách thứ nhất, trị gầu bằng trứng gà. Nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị cho cách làm này bao gồm: nguyên liệu thứ nhất là một quả trứng gà. Nguyên liệu thứ hai là sữa chua không đường. Đây là hai nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị cho cách trị gầu này. Cách thực hiện thì rất đơn giản. Bạn chuẩn bị một cái bát sạch. Bạn đập và cho lòng trắng và lòng đỏ của trứng ra bát. Sau đó bạn cho vào bát này một chút sữa chua không đường. Mình sẽ cho khoảng nửa hộp. Giờ thì bạn đánh đều tay cho các nguyên liệu của chúng ta hòa quyện vào nhau thành một hỗn hợp đồng nhất. Rất nhanh và đơn giản phải không các bạn? Chỉ sau vài phút đơn giản đã có ngay bát hỗn hợp trị gầu làm mượt tóc ngay tại nhà rồi. Khi đã có bát hỗn hợp rồi thì bạn lấy hỗn hợp này thoa đều lên tóc rồi massage nhẹ nhàng khoảng 5 phút để các dưỡng chất có trong hỗn hợp thấm đều vào các chân tóc. Sau đó dùng khăn quấn ủ tóc trong khoảng nửa tiếng rồi gội lại với nước sạch là xong. Áp dụng công thức này 2 đến 3 lần một tuần sẽ giúp đẩy lùi gầu và làm mái tóc thêm mềm mượt óng ả. Kiên trì thực hiện theo tiến độ, bạn sẽ đánh bay gầu một cách hiệu quả mà không cần tốn tiền đi da liễu. Cách thứ hai, sữa chua kết hợp với chanh tươi. Với cách làm này thì bạn chuẩn bị cho mình một quả chanh tươi và một ít sữa chua không đường. Chúng ta chỉ cần sử dụng hai nguyên liệu này thôi nhé. Cách thực hiện thì rất đơn giản. Với quả chanh tươi thì bạn hãy cắt và vắt lấy nước cốt của nửa quả chanh cho mình. Bạn nhớ loại bỏ hạt chanh đi cho mình. Đây là phần nước cốt chanh mà mình thu được. Ở đây mình có khoảng một thìa nước cốt chanh. Mình sẽ cho vào bát này hai thìa sữa chua không đường. Giờ thì bạn đánh thật đều tay cho hai nguyên liệu của chúng ta hòa quyện vào nhau thành một hỗn hợp đồng nhất là xong. Rất nhanh phải không các bạn? Với bát hỗn hợp này, thì bạn nên gội đầu trước để loại bỏ bớt bã nhờn, sau đó thoa đều hỗn hợp lên da đầu rồi ủ tóc trong khoảng 30 phút. Tiếp theo, bạn gội sạch lại đầu với nước sạch rồi lau khô. Áp dụng phương pháp này 2 đến 3 lần một tuần để hết gầu và tóc luôn mềm mượt, bóng khỏe. Trên đây, Mẹo Sống Khỏe VTT7 đã chia sẻ với các bạn hai cách trị gầu từ nguyên liệu tự nhiên, an toàn mà hiệu quả.
Hy vọng qua video này, bạn sẽ lựa chọn cho mình phương pháp trị gầu an toàn và phù hợp nhất. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp! Video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng video của mình hữu ích với các bạn. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe!